Chào tất cả các bạn thiếu nhi. Cô Diễm rất vui mừng khi được gặp lại các bạn trong giờ học online của quyển sách Thần Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học số 2 trong tập phim Chúa đã sống lại. Rất vui mừng vì Chúa Giê-xu là đấng không hề phạm tội, nhưng Ngài bằng lòng chết trên thập tự giá để giải cứu chúng ta khỏi hình phạt của tội lỗi. Trước khi bắt đầu bài học, cô Diễm mời tất cả các bạn thiếu nhi cùng đứng lên. Chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa nha. Rồi các bạn nhắm mắt lại và cô Diễm cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được học Kinh Thánh với nhau, được học biết về Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con có sự khôn ngoan để chúng con nhận biết lời của Ngài và chúng con làm theo. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Amen. Các bạn thiếu nhi ơi, hôm nay chúng ta cùng tôn vinh Chúa Thánh Ca, thỏa thích thay tin cậy Chúa Giê-xu. Bây giờ cô Diễm mời các bạn sẽ cùng hát với cô Diễm nha. Quyết tin Giê-xu, thường có tỏa thích, oh oh oh. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Giê-xu, lòng con quyết chỉ tin Ngài thôi, nghĩ yên trên bao lời hứa Ngài dạy, tin chắc Ngài phán ngay cùng con. Giê-xu, Giê-xu nương cậy Chúa thôi, mong biết rõ Giê-xu càng thêm. Giê-xu, Giê-xu quý trọng tuyệt vời, tin quyết Ngài đổ ơn thương thiên, tin cậy Chúa thôi. Chúa Giê-xu nhờ huyết Chúa thứ tha tội này, bởi đức tin con dầm dưới sông Hồng, tâm thánh sạch ốm đau lành ngay. Giê-xu, Giê-xu nương cậy Chúa thôi, mong biết rõ Giê-xu càng thêm. Giê-xu, Giê-xu quý trọng tuyệt vời, tin quyết Ngài đổ ơn thương. Trong cõi này cũng như đời sau. Giê-xu, Giê-xu nương cậy Chúa thôi, mong biết rõ Giê-xu càng thêm. Giê-xu, Giê-xu quý trọng tuyệt vời, tin quyết Ngài đổ ơn thương. Giê-xu, Giê-xu nương cậy Chúa thôi, mong biết rõ Giê-xu càng thêm. Giê-xu, Giê-xu quý trọng tuyệt vời, tin quyết Ngài đổ ơn thương thiên. Quyết tin Giê-xu, lòng con tỏa thích, oh oh oh. Quyết tin Giê-xu, lòng con tỏa thích, oh oh oh. Chủ đề bài học của chúng ta hôm nay là vâng phục Đức Chúa Trời. Các em có biết không, Chúa Giê-xu là đấng hoàn toàn vô tội, nhưng Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời và chịu chết trên thập tự giá để gánh thay hình phạt tội lỗi của tất cả chúng ta. Và khi chúng ta tin vào sự giải cứu của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ hưởng sự sống đời đời với Ngài trên thiên đàng. À, các bạn có nhớ bạn Chiến đã đối xử với mẹ của mình như thế nào không? Bạn Chiến đã không vâng lời mẹ và vô lễ với mẹ của mình đúng không nào? Bây giờ, cô Diễm mời các bạn xem video tóm tắt câu chuyện Kinh Thánh để chúng ta nhớ lại bài học tuần trước nha!
Lạy cha, nếu đây là điều cha muốn thì xin cha hãy cất chén này khỏi con. Dù vậy xin ý cha được nên, chứ không theo ý con. Ông ta đang ở đâu? Bắt ông ta về đây. Bắt về đây. Judah, sao ông lại ở đây hả? Còn có lính canh đền thờ nữa. Không biết các ngươi đang muốn tìm ai? Giê-xu, người Nazareth. Vậy hắn là kẻ nào? Judah, còn lấy cái hôn để phản lại con của Đức Chúa Trời sao? Thì ra chính là ngươi. Chính là ta đây. Con không để chúng mang thầy đi đâu. Hãy cất gươm của con vào vỏ đi, Pierre. Không lẽ chén mà cha đã ban cho ta, ta lại không uống sao? Nhưng thưa Chúa. Này Giang, hãy dừng tay lại. Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như bắt tên cướp vậy? Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi, sao các ngươi không ra tay bắt ta? Nhưng bây giờ các ngươi lại ra tay ngay chính thời khắc của quyền lực đen tối lên nguồn. Đợi ra tòa rồi muốn nói gì thì nói. Bắt hắn đi. Đưa hắn ra tòa để xử tội bạo loạn. Đưa ra tòa. Đưa hắn đi. Răng. Mary, con trai ta sẽ ra sao đây? Tới lúc rồi, tất cả các người tránh ra. Chúng ta sẽ nộp tên Giê-xu này cho tổng trấn Philát. Tránh ra. Có phải ngươi là vua dân Do Thái không? Ngươi tự mình nói điều này hay có ai khác nói cho ngươi về ta? Dân tộc ngươi và mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Vậy ngươi đã làm gì? Vương quốc của ta không thuộc về thế gian này. Vậy ngươi là vua sao? Chính ngươi nói ta là vua. Đây chính là lý do tại sao ta đã sinh ra và tại sao ta đã giáng thế. Để làm chứng cho chân lý, bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng ta. Chân lý là gì? Giải hắn ra và phạt roi. Hỡi thần dân Israel, hãy xem người này. Đây đây, đóng đinh hắn, đóng đinh hắn đây. Ta sẽ đóng đinh vua của các ngươi trên cây thập tự sao? Không, là vương, không được. Đóng đinh hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự. Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar. Ta vô tội về huyết của người này. Đó là việc của các ngươi. Ah!
Pilat ra lệnh ghi tấm bản này để cho mọi người có thể thấy. Tấm bản nó ghi cái gì vậy? Tiếng Hebrew, Hy Lạp và Latin nghĩa là Giê-xu người Nazareth, vua dân Do Thái. Thưa bà, đó là con của bà. Rằng đây là mẹ của con. Từ hôm nay trở đi, con sẽ chăm sóc cho bà như mẹ ruột của mình. Mọi việc đã hoàn tất. Người này đúng thật là con của Đức Chúa Trời. Này bà kia, sao bà lại khóc? Người ta đã dời Chúa khỏi mộ rồi. Giờ chúng tôi không biết họ để Ngài ở đâu. Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Nếu ông đã dời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu để tôi sẽ đến đem về. Mary, Chúa Giê-xu, đừng chạm đến ta, vì ta chưa lên với Cha. Nhưng hãy đi đến với anh em ta, bảo họ rằng ta đang lên với Cha ta và Cha các con, với Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các con. Hãy đi và gọi anh em ta đi đến Galilee. Ở đó họ sẽ thấy ta. Chúa Giê-xu sống lại. Ngôi mộ đã trống rỗng. Chúng ta đã nghe thông điệp đó nhiều năm nay, giờ đã tận mắt chứng kiến. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vậy là tại vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện xin được thêm sức để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không theo ý riêng của Chúa Giê-xu. Bây giờ, cô Diễm mời tất cả các bạn thiếu nhi cùng xem video Thế giới thời xưa để học bài học xoay quanh sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Khi Gizmo đặt câu hỏi, các bạn hãy chờ bạn ấy đưa ra một vài đáp án. Sau đó, các bạn hãy chọn đáp án mà mình cho là đúng nhất nhé. Xin chào các bạn, thật là đúng lúc. Mình đang dùng kính hiển vi để nghiên cứu kỹ hơn về cuộc phiêu lưu ngày hôm nay của chúng ta. Để coi nếu như mình đoán đúng thì đền thờ, động đất, sự đóng đinh. À ha, lên bảng nào. Để xem hôm nay các bạn sẽ nhớ gì trong câu chuyện vừa rồi. Ở đầu câu chuyện, điều gì xảy ra với Chúa Giê-xu? A. Ngài được tôn làm vua La Mã. B. Pilát ca ngợi Ngài. C. Ngài bị bắt lúc nửa đêm. Hay D. Hê-rốt cho lính đánh Ngài. Các bạn nghĩ sao? Các bạn có nhớ không? Các bạn có cần gợi ý không? Đợi ra tòa rồi muốn nói gì thì nói. Chính xác, đáp án đúng là C. Ngài bị bắt lúc nửa đêm. Khởi động máy quét thông tin. Địa điểm hiện tại: thành Jerusalem thế kỷ thứ nhất trong thời Chúa Giê-xu. Máy quét thông tin hoàn tất. Chào các bạn, mình là Giang. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, Chiến và Gizmo trong chuyến phiêu lưu vừa qua. Đây quả là một chuyến đi đầy cảm xúc.
Thật vui vì chúng ta đã cùng nhau sẻ chia và vượt qua. Cuộc phiêu lưu bắt đầu với việc Chúa Giê-xu bị bắt trong vườn Gethsemane. Khu vườn nằm đối diện thung lũng Kidron trên núi Olive. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện dưới tán cây Olive để chuẩn bị cho việc Ngài sắp bị bắt và chịu thương khó. Ngay cả lúc bị bắt, Chúa Giê-xu vẫn biết rõ đây là một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời. Không lẽ chén mà cha đã ban cho ta lại không uống sao? Nhiều tài liệu lịch sử đã ghi lại việc Chúa Giê-xu bị xét xử và bị đóng đinh, bao gồm các tác phẩm của Josephus, một sử gia người Do Thái sống ở thế kỷ thứ nhất, và học giả người La Mã Cornelius Tacitus. Chúa Giê-xu đã bị xét xử bởi Philát, quan tổng trấn xứ Giu-đê. Philát là quan tổng trấn thứ 5 và nổi tiếng nhất được người La Mã bổ nhiệm tại vùng đất này. Các nhà khảo cổ đã khai quật được bảng đá khắc chữ có lời để tặng dành cho Caesar kèm theo chữ ký của Philát. Bản đá được phát hiện tại một trong những thành phố ở Israel mà Philát đã từng sinh sống. Chúa Giê-xu bị giải đến trước mặt Philát bởi vì các lãnh đạo tôn giáo muốn Ngài lãnh án tử hình. Ta sẽ đóng đinh vua của các ngươi trên cây thập tự sao? Không, làm ơn. Sử gia Josephus giải thích rằng chỉ có người La Mã mới có quyền tuyên án tử hình đối với tù nhân. Và điều này đã thực sự diễn ra. Chúa Giê-xu đã bị tuyên án tử hình. Ta vô tội về huyết của người này. Đó là việc của các ngươi. Chúng ta cùng học địa lý nào. Tất cả các sự kiện này xảy ra tại đâu? Chúa Giê-xu bị bắt. Chúa Giê-xu bị Pilát xét xử. Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự. Chúa Giê-xu được chôn trong mộ. Các bạn nghĩ các sự kiện này diễn ra ở đâu? Có phải là A. thành Bethlehem, B. thành Jerusalem, C. Ai Cập, hay D. thành Capernaum? Các bạn nghĩ sao? B. thành Jerusalem là đáp án đúng. Tất cả các sự kiện từ khi Chúa Giê-xu bị bắt cho đến lúc Ngài phục sinh đều diễn ra tại thành Jerusalem hoặc gần nơi này. Các bạn, tất cả đều diễn ra tại thành Jerusalem và đã thay đổi cả thế giới. Máy quét thông tin cho biết còn nhiều sự kiện chúng ta cần lưu ý. Khi bị đóng đinh, Chúa Giê-xu được dẫn đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, có nghĩa là đồi sọ. Sự kiện này tuy diễn ra bên ngoài thành Jerusalem, nhưng cũng khá gần để Chúa Giê-xu có thể mang được cây thập tự của Ngài. Đóng đinh trên thập tự là kiểu hành hình rất tàn ác. Triết gia La Mã Cicero gọi nó là hình phạt kinh khủng và dã man nhất. Việc đóng đinh đã trở nên phổ biến dưới thời Alexander Đại Đế. Người La Mã vẫn sử dụng kiểu hành hình này để dành riêng cho các tên tội phạm tồi tệ nhất. Phạm nhân sẽ bị đóng đinh vào cây thập tự ở ngay bàn tay và gót chân, rồi bị dựng đứng lên. Phạm nhân bị treo trên cây thập tự cho đến chết vì bị suy tim hoặc ngạt thở. Các nhà khảo cổ đã phát hiện hài cốt của một phạm nhân bị đóng đinh. Phạm nhân có tên là Jehohanan, và hài cốt của người này được đặt trong một hũ cốt, vốn là một hộp đá để đựng xương người chết. Đây là xương gót chân bị một cây đinh đâm xuyên qua. Một hình ảnh gợi nhớ thật đáng sợ về những gì Chúa Giê-xu phải chịu đựng trên thập tự giá ngày xưa. Mặc dù Chúa Giê-xu chịu đóng đinh đau đớn như vậy, nhưng đây vẫn là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã biết trước và cố gắng diễn giải cho chúng ta hiểu. Nhưng cho tới hôm nay, ta mới hiểu được ý Ngài. Sau khi chết, Chúa Giê-xu được chôn trong một ngôi mộ gần đó. Ngôi mộ của Chúa Giê-xu cũng tương tự như ngôi mộ trong hình ảnh này. Một tảng đá lớn giống như một bánh xe được lăn đến trước cửa mộ và đóng kín lối vào. Khi Marie Madeleine đến viếng mộ, tảng đá đã được lăn khỏi cửa mộ bởi vì Chúa Giê-xu không còn trong mộ nữa. Chúa Giê-xu đã sống lại rồi, Ngài đã phục sinh từ cõi chết. Các bạn còn nhớ Chúa Giê-xu đã biết trước sự chết của Ngài được dành cho một mục đích vĩ đại. Mọi việc đã hoàn tất. Khi Chúa Giê-xu chết, bức màn trong đền thờ ở nơi chí thánh dùng để ngăn cách dân sự đã bị xé làm hai. Việc bức màn bị xé có ý nghĩa rằng giữa Đức Chúa Trời và chúng ta không còn sự ngăn cách nữa. Qua sự chết và phục sinh của Chúa Giê-xu, tội lỗi vốn là những điều ngăn cách chúng ta với Chúa đã được xóa sạch hết. Chúa Giê-xu sống lại. Ngôi mộ đã trống rỗng. Chúng ta đã nghe thông điệp đó nhiều năm nay, giờ đã tận mắt chứng kiến.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giêsu vui lòng nhận lấy hình phạt của chúng ta để chúng ta lại được làm bạn với Đức Chúa Trời. Mình chỉ hỏi các bạn một câu, bạn sẽ làm điều gì cho gia đình của mình khi được làm con của Đức Chúa Trời? Hẹn gặp lại các bạn. Gizmo tạm biệt. Wow, có nhiều thông tin thú vị đúng không các bạn? Nào là thập tự giá nè, rồi đồi Gogotha còn gọi là đồi sọ, có cả ngôi mộ trống nữa. Thật là thú vị quá. Bây giờ cô Diễm mời các bạn cùng học câu kinh thánh chủ đề hôm nay nhé. Câu kinh thánh chủ đề hôm nay được chép trong Luca đoạn 22 câu 42 bản truyền thống hiệu đính. Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dù vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý con. Bây giờ cô Diễm mời các bạn đứng lên, chúng ta sẽ đọc lại câu kinh thánh chủ đề ngày hôm nay nhé. 2, 3. Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dù vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý con. Luca đoạn 22 câu 42 bản truyền thống hiệu đính. Trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã cầu nguyện xin ý cha được nên, chứ không theo ý riêng của Ngài. Chúa Giêsu đã chọn vâng phục và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Ngài đã hoàn tất kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng cách chịu chết trên thập tự giá để giải cứu chúng ta khỏi hình phạt của tội lỗi. Hôm nay, phần thách thức của các em là các em sẽ cầu nguyện như Chúa Giêsu đã cầu nguyện tại vườn Gethsemane. Các em hãy cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã hy sinh cho chúng ta. Và thay vì cầu xin điều mình muốn, hãy xin Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta. Và sau đó, hãy lắng nghe Ngài trả lời nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ tô màu bức tranh Chúa đã sống lại để nhắc nhớ về sự hy sinh của Chúa và sự sống lại của Ngài để ban sự sống đời đời của chúng ta. Các bạn hãy tô màu thật đẹp nhé. Còn đây là bức tranh cô Diễm đã tô màu sẵn cho các bạn nè. Còn đây là nhật ký của em. Cô Diễm chắc chắn các bạn thiếu nhi đã biết cách thực hiện nhật ký của em rồi đúng không nào? Bây giờ các bạn hãy tô màu cho thật đẹp. Sau đó hãy học câu kinh thánh chủ đề và thực hiện phần thách thức của tuần này nhé. Các bạn thiếu nhi ơi, cô Diễm rất là vui khi được gặp các bạn trong giờ học ngày hôm nay. Nhưng mà giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Trước khi kết thúc bài học, cô Diễm mời các bạn nhỏ đứng lên và cầu nguyện với cô Diễm nha. Bây giờ chúng ta sẽ hiệp ý và cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dạy cho chúng con một tấm gương vâng phục là Chúa Giêsu. Xin Chúa, Ngài giúp cho chúng con sẽ vâng lời và vâng phục ý muốn của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Các bạn nhỏ ơi, cô Diễm rất mong chờ được nhìn thấy những mẫu thủ công và nhật ký của em từ các bạn. Các bạn hãy nói với ba mẹ của mình chụp ảnh của các bạn cùng mẫu thủ công hoặc là nhật ký của em và gửi về cho cô Diễm nha. Bài học của chúng ta hôm nay là hết rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 19:30 thứ Bảy tuần sau nha. Cô Diễm xin chào tất cả các bạn thiếu nhi và hẹn gặp lại. Ngài tha thứ hết.
niên mới. Sớm con đây để sống cho Chúa. Biến hóa đôi